Kính thưa quý vị, đúng như cái video trước mình nói á, thì hôm nay mình đã nhận được một cái thông tin chính thức của Sở Y tế Lâm Đồng hướng dẫn cho bà con ở những tỉnh thành khác muốn đến Lâm Đồng và đến Đà Lạt để du lịch đấy. Đây là một cái thông tin rất là vui mừng luôn quý vị. Xin chào quý vị, anh chị và các bạn, rất là vui khi được gặp lại quý vị trong một video mới nhất của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ là 19 giờ tối ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021. Mình đang đi trên con đường Bùi Thị Xuân hướng về khu chợ đêm của thành phố Đà Lạt. Mình hôm nay quyết định đi ra khu chợ đêm để cập nhật một số tình hình. Như cái video trước của mình đã nói thì đầu tháng 12 khu chợ đêm của thành phố Đà Lạt đã cho phép hoạt động trở lại. Và hôm nay mình lại tiếp tục đi ra cập nhật một số tình hình để xem khu chợ này sau một tuần đi vào hoạt động thì nó có khởi sắc hơn không, và bà con đã ra buôn bán nhiều chưa. Nhiệt độ hiện tại bây giờ thì cũng tầm khoảng 16 đến 17 độ C, trời cũng không lạnh lắm quý vị. Nhưng mà tầm khoảng 9 đến 10 giờ đêm á, thì nhiệt độ có thể hạ xuống 9-10 độ C, lúc đó thì trời mới lạnh. Đà Lạt thì nó lạnh tầm khoảng đêm khuya và sáng sớm, còn ban ngày thì nhiệt độ cũng khá là ấm áp. Kính thưa quý vị, tình hình dịch bệnh của Đà Lạt thì mấy ngày hôm nay thì nó vẫn cứ diễn biến khá là phức tạp, nhưng mà mình nhận thấy du khách lên Đà Lạt cũng khá là đông, khá là đều. Hầu như ngày nào mình cũng thấy khách du lịch đi đến những cái điểm du lịch đó. Thấy nó có khởi sắc hơn là cái tháng 11. Mình thấy có một vài vị khán giả họ trách mình rằng, không biết là họ người dân Đà Lạt hay là ở đâu thì mình cũng không rõ, nhưng mà họ trách mình là sao cứ đi quay lung tung để cho du khách họ biết rồi họ lên Đà Lạt đông hơn và làm lây lan dịch bệnh ra, khi mà tình hình dịch bệnh của thành phố Đà Lạt ngày nào cũng có vài chục ca. Thì thực sự ra khi mình có quay hay không quay thì du khách họ vẫn cứ lên thôi, và cái kênh của mình cũng bé tí tẹo khán giả của mình cũng ít lắm. Thực sự ra mà nói thì du khách họ còn rất là nhiều những cái thông tin, những cái group, những cái fanpage, rồi những cái kênh khác nữa họ tìm hiểu và họ lên Đà Lạt thôi, chứ không phải là do mình đi quay. Mình đi quay thì chủ yếu là cập nhật một số thông tin, hình ảnh của Đà Lạt để gửi đến quý vị anh chị và các bạn thôi, chứ không phải là một khuyến khích một ai hay là khuyến khích một cái vấn đề gì mà nó làm cho cái tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp hơn. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì mình đang đi vào cái khu chợ đêm. Khu chợ này thì được hoạt động cũng được một tuần rồi, và tình hình có vẻ khởi sắc hơn một chút thôi quý vị. Hai bên bà con tiểu thương vẫn chưa ra đây để buôn bán nhiều. Có lẽ một trong vài ngày tới nữa, ở bên phía tay trái của chúng ta thì có rất là nhiều những cái sạp để bà con bán đồ len đó. Thì hiện tại mình thấy thì chỉ có một sạp duy nhất là ra đây buôn bán thôi. Mình nghĩ trong một vài ngày tới thì dần dần bà con sẽ ra đây buôn bán đông hơn. Mình lại tiếp tục cái câu chuyện là du khách họ lên Đà Lạt đấy. Thì như quý vị anh chị và các bạn đã biết rồi, Đà Lạt đa số là hoạt động về lĩnh vực du lịch. Đây là một thành phố du lịch mà nó bị ảnh hưởng rất là nặng nề trong khoảng thời gian dài vừa qua. Rất là nhiều bà con hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch đó, thì họ đã lâm vào một cái cảnh rất là khó khăn, thậm chí nợ nần và bể nợ nữa. Và chúng ta nếu như mà không chết vì dịch thì cũng có thể chết đói nếu như tiếp tục đóng cửa. Chúng ta có thể đặt cái vị trí của mình vào những cái người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, thì họ tất nhiên là phụ thuộc vào khách du lịch rồi. Cái nguồn thu của họ chủ yếu là nhờ vào khách du lịch.
Và nếu chúng ta tiếp tục bế quan, tỏa cảng và đóng cửa tiếp thì bảo đảm trong thời gian sắp tới họ sẽ không trụ nổi nữa quý vị. Và cái tình hình kinh tế thì nó ảm đạm và thất nghiệp thì tràn lan, bà con biết làm gì để sinh sống. Cho nên phải nói là chúng ta phải tập thích nghi và sống chung với dịch một cách an toàn thôi quý vị. Hiện tại thì có khá là nhiều những cái nhóm du khách họ đi lang thang ở đây, đi dạo chợ đêm, nhưng mà thực chất thì cũng đi dạo cho biết thôi. Cái chợ đêm này hoạt động trở lại nhưng mà bà con vẫn chưa ra buôn bán nhiều á, thì nó vẫn chưa có sáng sủa và cũng chưa có đông vui. Mình tin chắc rằng một trong vài ngày tới thì dần dần bà con sẽ ra nhiều hơn. Hiện tại thì có một cái tiệm bán đồ len họ ra đây để buôn bán. Bây giờ thì một người bán thì cũng có vài người mua, nói chung cũng được rồi quý vị, kiếm được đồng nào hay đồng đó. Kính thưa quý vị, theo thông tin mới nhất và chính thức của Sở Y tế Lâm Đồng họ hướng dẫn á, thì người dân khi vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Đà Lạt á, thì phải áp dụng các quy định về xét nghiệm theo nghị quyết 128 của chính phủ. Đó là người dân không phải xét nghiệm nữa quý vị, chỉ có những người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4, tức là vùng đỏ, hoặc là những cái người cách ly y tế trong cái vùng phong tỏa đó, hoặc là nghi ngờ có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ những cái địa bàn cấp độ 3, vùng cam. Những người mà đã tiêm đủ 2 liều vaccine và những người đã khỏi bệnh rồi thì chỉ phải thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ của chính quyền địa phương Đà Lạt. Còn những người mà chưa tiêm vaccine hoặc là chỉ mới tiêm được một mũi thôi á, thì chắc có lẽ không có đủ điều kiện để qua cái chốt đeo chuối đâu quý vị. Và họ yêu cầu rằng thì khi đến Đà Lạt thì chúng ta phải thực hiện khai báo trung thực đầy đủ 100% với chính quyền xã phường nơi mình lưu trú đó quý vị. Và phải thực hiện cái khẩu hiệu 5K. Đó, đây là những cái khuyến cáo rất là cần thiết cho chúng ta trong cái thời buổi dịch bệnh này. Còn cái vấn đề xét nghiệm thì cũng tùy vào chúng ta đến từ cái vùng nào, vùng cấp độ 4 hay là vùng cấp độ 3, vùng cam với vùng đỏ đó quý vị. Và một số yếu tố thì người ta nghi ngờ về dịch tễ và người ta yêu cầu về điều tra dịch tễ thì chúng ta phải xét nghiệm thôi. Còn những cái trường hợp còn lại thì chúng ta không phải xét nghiệm. Đó là một cái số nét cơ bản về những cái quy định khi khách du lịch ở địa phương khác đến thành phố Đà Lạt du lịch đấy, thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ và tìm hiểu kỹ hơn để chúng ta có một cái chuyến đi thật là suôn sẻ và an toàn. Cái video của mình đến đây có lẽ cũng xin phép được kết thúc. Mình cũng chỉ cập nhật một số thông tin cơ bản về tình hình Đà Lạt cũng như là khu vực chợ đêm này để gửi đến cho quý vị anh chị và các bạn có kế hoạch đến Đà Lạt thì chúng ta cũng có thể nắm rõ một số thông tin. Kính chúc quý vị anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân của mình. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.